là vị thầy nương tựa của chúng ta. Chúng ta nương vào họ. Không có người nương tựa như vậy thì đúng là chúng ta không có cách gì thành tựu rồi. Tôi là có lão sư chỉ điểm, như lão sư chỉ đường. Khi đi đường thì sự giúp đỡ chính là nương vào hộ pháp. Cho nên tôi cảm tạ quán trưởng Hàng Anh, bà đã hộ trì cho tôi 30 năm. Tôi không phải lo lắng chút nào về hoàn cảnh sinh sống của tôi. Vì bạn mới có thể một lòng hướng đạo, mới có thành tựu. Không có hoàn cảnh này thì không có cách gì. Bạn làm sao thành tựu được chứ? Cho nên đạo tràng này thật sự có người phát tâm đến hộ trì đạo tràng này. Cho dù chính họ không thành Phật được, thì khi các bạn đều thành Phật rồi, bạn nói xem bạn có phải báo ân của họ không? Bạn có phải giúp họ thành tựu không? Đây là đạo lý tất nhiên. Đâu có Phật Bồ Tát nào là vong ân phụ nghĩa chứ. Cho nên họ nhất định cũng có thể thành tựu. Người đồng tâm ấy, tâm đồng lý ấy. Chúng ta hiểu được đạo lý này. Phật Pháp có thể trụ ở thế gian hay không? Không phải ở người giảng kinh, là ở người hộ Pháp. Cho nên công đức hộ Pháp là lớn đứng đầu. Từ diện am đường là trường học, hộ Pháp là hiệu trưởng, là người chấp sự ở trong đó. Người hoằng pháp chúng ta là học trò, từ học trò dần dần nâng lên đến thầy giáo, giáo viên. Giáo viên vẫn là cần nhà trường đến mời bạn thì bạn mới có cơ hội ở trong đây dạy học. Nếu nhà trường không mời bạn thì bạn là giáo viên giỏi cỡ nào cũng không có đức dụng võ. Bạn mới hiểu được pháp trụ ở thế gian này thì công đức là của ai. Trước đây Thích Ca Mâu Ni Phật giao công việc hộ pháp cho Quốc Vương Đại Thần. Họ có thế lực, giao cho cư sĩ trưởng giả Đại Đức, họ rõ lý. Cho nên bạn hãy xem Phật giáo từ xưa đến nay ai hộ pháp, quốc gia hộ pháp, đế vương hộ pháp. Cho nên pháp này mới có thể ở thế gian dài lâu. Không có những hộ pháp này, Phật Pháp đã bị diệt rồi. Cá nhân tu học đa phần đều biến thành Phật giả, Phật học, Phật học gia. Điều đó không liên quan gì đến liễu sanh tử. Nó biến chất rồi. Phật Pháp biến thành thế gian Pháp rồi. Phải biết điều này. Ngày nay Phật Pháp ở thế gian này đúng là đã đi đến bờ vực của sự sống còn. Ai có thể cứu được thì công đức này vô lượng vô biên, tuyệt đối không kém hơn Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa sáng lập ra Phật giáo. Người này chính là Phật Bồ Tát Tái Lai, không phải là người thông thường. Người thông thường không làm được. Người thông thường có tự tư tự lợi, người thông thường có danh văn lợi dưỡng. Họ cái gì cũng là lấy tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng làm tiêu chuẩn để đo lường. Vì thì Phật Pháp sẽ không hưng dưỡng rồi. Phật Bồ Tát là vì chánh pháp trụ lâu dài,
là vì kế thừa huệ mạng Phật, là vì cứu độ chúng sanh khổ nạn, những tâm đó hoàn toàn không như nhau. Không có một mảy may tư tâm. Hơn nữa các ngài có đại phước báo. Bản thân tôi cả đời này, từ nhỏ khi chưa học Phật thì rất nhiều người xem tướng đoán mệnh đã nói với tôi, cả đời của tôi không có phước báo, đời trước không tu phước. Trong ba loại bố thí thì không tu bố thí tài, không tu bố thí vô úy, không những không có phước báo mà còn không có thọ mạng, là đoán mạng. May mà có một chút bố thí pháp. Có một chút thông minh trí huệ, cho nên tiếp xúc với Phật Pháp có thể lý giải, có thể tin, có thể giải. Lão sư dạy tôi bù đắp những thiếu sót trong quá khứ, vậy tôi phải nghiêm túc tu bố thí tài, tu bố thí vô úy. Chính là tài pháp vô úy, ba loại bố thí này phải nghiêm túc mà làm. Đúng vậy, chính mình cả đời này tu đến hơn 70 tuổi mới có được một đạo tràng. Ở đây các chị biết là đạo tràng ở Úc Châu. Mặc dù Phật Pháp không phải là khởi đầu ở Trung Quốc, nhưng Trung Quốc kế thừa, Ấn Độ không có kế thừa. Ngày nay ở trên toàn thế giới, khi nói đến Phật Pháp là Phật Pháp ở Trung Quốc, đạo tràng của chúng tôi là ở nước ngoài. Chính mình tu hành thì không có vấn đề gì. Nếu muốn Phật Pháp ở thế gian này phát dương quang đại, phổ độ chúng sanh, thì hoàn cảnh ở Trung Quốc thù thắng hơn nhiều so với hoàn cảnh ở nước ngoài. Cho nên vẫn là nghĩ đến quay về Trung Quốc. Nếu như ở Trung Quốc không chín mùi thì chỉ nên ở Úc Châu. Duyên ở Úc Châu là thật sự chín mùi rồi. Ở bên đó chính mình tu hành dạy học đều không chướng ngại gì. Chính phủ Úc hoan nghênh, quan hệ của chúng tôi vô cùng tốt. Ở Trung Quốc tôi biết mình không có phước báo, cho nên tôi không thể làm trụ trì, tôi không thể làm hội trưởng hội Phật giáo. Tôi quay về là thân phận bình dân, ở trong chùa là thân phận thanh chúng. Cho nên phải nương vào đại chúng, phải nương vào phương trưởng trụ trì và những đại chúng chấp sự trong chùa hộ trì. Họ không hộ trì tôi thì không có chỗ đứng.